ta xuống coi nè, người ta đang sửa. Tối hôm qua đi cao đao về, hai đứa nhỏ Tuyết Nhi, Hà Phi nó ngủ dưới đất, không có đứa nào chịu ngủ trên giường với bà Tám. Giờ mình đi lên mình coi công trình tới đâu rồi. Phòng này xong nè. Phòng này chưa xong hả anh? Nó xong rồi đó. Xong rồi. Sao cái tường này nó còn lọc? Nó bị gì đấy, để ta chạm lại sơ đó. Tại nó bị mấy cái này nhạc xuống, nó chưa ra. Nó bị vặt cái keo á. À đúng rồi, keo mà dán mấy cái vách. Mà cái đường chỉ này em thấy nó hơi không có trăng. Ê quên lộn. Nó không có thẳng á anh. Nó không có đều kìa, cái đường chỉ á. Cái của nó bị một cái lò để xử lý lại. Dạ. Để vệ sinh hết trong lò xử lý. Dạ. Cái này là thảm à, này phòng thau á. Phòng thau tháo ra hết rồi. Tháo ra hết sạch rồi. Còn có như đây à. Ủa nó cái loa bự ở đây anh Dũng anh đem đi à hả? Wow, đem đi đâu hay quá. Còn lại cái này, còn lại phòng xông hơi. Bố em thật trở đi, có lộn ra có nước trong bo đi dậm lên. Ở anh để cái thang nó trở lên nhẵn cái thang chân ha, để lát dính tập thang để tao nữa. Đổ bỏ đi lát rửa lại xem. Ở trên là 4 lò xong chưa anh? Chưa, đang lò đang làm gì? Tại nãy sơn cái này vậy. Ồ, cái sơn cái cầu thang đẹp rồi nè. Cầu thang sơn lại đẹp đẽ anh nè. À, mấy cái loa đem xuống dưới đây chứ. Mấy cái loa bự trên lầu đem xuống dưới đây nè, có cái đèn contrabass nữa nè. Contrabass bự chưa? Vậy rồi sao? Trời ơi, hai đứa ngồi làm việc xong nó ngủ nào luôn à. Tự nhiên nó ngủ luôn à. Cô mua bánh mì rồi đó. Cô mua bánh mì. Ba ổ bánh mì. Mua bằng xe ôm. Ăn trên đây hay ăn dưới kia? Thôi ăn trên này đi, ở dưới kia còn dơ. Happy New Year. Happy New Year. Vui không? Ồn quá nghe gì hết hả? Chu cha, đi chơi đâu đông dữ. Rồi Happy New Year nha, chơi đi. Thảo Sương ý qua quên. À đúng rồi, không phải chứ gì chứ. Trời ơi, màu hồng nè. Đây là nhà thờ Tân Định các bạn ơi. Mình đi lễ đầu năm ở nhà thờ Tân Định.
mà hồng thì mình phải mặc áo màu hồng và mình đem ba lô màu hồng qua kia kia, và cái bóp của con Hạ với nó cũng màu hồng. Nhấn mạnh thêm ý nghĩa lễ
lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa hôm nay. Đức Giáo hoàng Paulo VI viết: khi cận tân mùa Giáng sinh, mọi người phải chú ý đến việc tái lập lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa vào ngày 1 tháng 1, đúng phụ vụ Roma ngày xưa, nhằm tôn kính việc Đức Maria góp phần vào mầu nhiệm cứu rỗi và tôn vinh địa vị đặc biệt cho Mẹ rất thánh, đấng tiếp nhận nguồn sống cho chúng ta. Để trong suốt năm mới 2024, mọi người được đến cảm niềm vui và hạnh phúc từ tình yêu của Chúa. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà con phước là hơn mọi người đừng và Giêsu con lòng bà được phước là. Người đi lễ xong rồi, Eric nó hẹn ra ngoài đây nè các bạn ơi, nó hẹn ra ngoài đây, nó nói nó hết bệnh rồi, nó khỏe rồi. Ở đây có cái gì đại lộ bản lĩnh, đang có một cái sân khấu lớn ở đây. Gọi con chúng nó đang ở đâu nè con? Không có. Chủ nhân nào sở hữu được Tiger Gift Set rất là đẳng cấp và sang trọng đây, đó chính là quý khách Trần Hữu Vinh, và số điện thoại là 846. Xin mời quý khách Trần Hữu Vinh, và số điện thoại 846. Không biết anh Vinh này có phải là nhân viên của quán cà phê bên kia hay không? Anh Vinh đây. Trần Hữu Vinh lần thứ nhất. Anh Trần Hữu Vinh lần thứ hai. Vẫn chưa thấy tín hiệu, vẫn chưa thấy tín hiệu. Xin mời anh Trần Hữu Vinh lần thứ ba. Cancel. Chị Tiền ơi, xin mời quý khách Tôn Thanh Tuyền lần thứ hai. Đã thấy rồi, kỳ quá, cô Tiền ơi, kỳ quá. Hãy xuất phải cô không? Dạ, mời cô đến với bài thiết lộn để chúng ta Tôn Vinh. Như vậy, đã có tín hiệu. Ở đây ngày hôm qua chắc đông lắm á. Tại hồi đó, hồi xưa cô đứng ở đây cô coi phố bông nè. Đứng ở đây chúng ta là hiểu luôn á. Thế hả? Xin mời quý khách bắt đầu bày số. Đúng rồi, xin mời quý khách xinh đẹp chúng tôi của Tiger. Quá trời đông luôn. Chúng ta sẽ chọn quý khách chiếm mình ngồi đây đi. Ngồi đây cho nó yên tĩnh tí. Đây là trên bên hông Sun Hoa Thao. Chung cư 42 Nguyễn Huệ. Chung cư 42 trên đó toàn là quán không à. Quán ăn, quán uống ở chợ đó. Chưa có lên trên đó. Bữa nào lên trên đó thử thôi. Ê, rất đã tới. Trời ơi, coi coi nó mặc rồi. Hết chưa? Hết bệnh chưa? Hết rồi. Năm ngoái mới gặp nó đó. Thôi biết 2 ngày vừa qua, 2 ngày đúng không? Vừa trải qua một cái trận mà nó đau kinh khủng luôn á. Nhưng mà phải vô cấp cứu luôn. Nhưng mà em không muốn cho thương vô, em không muốn cho nhà em vô. Em không muốn ai biết cái đó. Thì có một mình em nằm trận thôi. Giờ khỏe rồi.
giống như là mấy ngày vừa qua là em bị đi phải đi cấp cứu vì em bị nhiễm trùng đường tiêu hóa, nên là em không có thể ở với Thơ trong mấy ngày mà cuối năm, không có cao đao với Thơ ở Việt Nam được. Sorry cho cái đó, với lại nó cũng kể cái lịch trình của mình đi đi Đà Lạt. Rồi thứ hai là em cho Thơ biết một cái tin vui là cái tượng cao 3 mét ở Cha An em đã xin được rồi. Em đã xin đủ tiền hết cái tượng đó rồi. Nhưng Cha An có cần một cây thánh giá treo giữa nhà thờ thì em nghĩ cái đó là Thơ. Cái đó là Thơ. Nhưng ngày hôm nay sinh nhật của Cha An, Thơ gọi điện cho Cha An nói là: Cha ơi, hôm nay sinh nhật của cha, con gọi điện chúc mừng cha, với lại con muốn tặng cho cha một cây thánh giá để cha treo giữa nhà thờ để làm quà sinh nhật cho cha. Ok không? Rồi, để gọi cho cha An nha. Hôm nay sinh nhật của cha An luôn á. Đi các bạn ơi, đây ồn quá, phải đi chỗ khác thôi. Ở đây ồn quá, nói chuyện không có được. Nó sung ghê không? Nó mới bệnh xong mà nó sung ghê không? Né ra cho cầm thôi đi. Còn ta né là thiệt luôn. Ở chỗ này bữa mình đi ngang luôn rồi sao á, màu hồng á, thương quá à. Cho tiền nó đi, cho mình nãy đâu. Lạnh nó khó chịu. Thôi thử sờ cái tay em coi Thơ. Mồ hôi không à. Cho một lần mà chưa tỏ nữa. Bữa nay mày còn mặc cái đồ này nữa chứ. Đi ra mấy bờ sông không có chỗ đi xuống để phóng xanh, xong em mới nói là em cũng không biết đi đâu để phóng xanh nữa, tại vì Minh Đạo em đâu biết phóng xanh là gì đâu. Thì em nhớ là ngay chỗ ngoài sông Bạch Đằng này có nước, xong hôm đó em đi ra nước sông Bạch Đằng cũng cạn xuống như là cơ, em bưng nguyên bịch cá vậy nè, em bưng nguyên bịch cá, em leo ra, xong em leo xuống mang cái đôi giày cao đó thôi, mới bước xuống té lăn đùng, lúc lăn nó hoảng quá, nguyên bịch ni lông cá đó quăng xuống luôn. Em té trầy tay trầy chân hết trơn mà nguyên bịch ni lông cá rớt xuống sông luôn. Là chưa kịp mở cái bịch ra, bây giờ em sợ em không biết bơi á, em về giờ em đâu vậy đâu. Lại quên, với lại có một thông báo này nữa Thơ. Đồ mà hôm bữa mình cho đó là em đã đóng xong, nhưng mà nó vẫn còn dư lại nhiều lắm, nên có thể là có những người mà nhắn tin cho em nó bị miss. Thì với lại trong lúc mà soạn đồ á, có những cái nó bị rách, có những cái nó bị rách thì em đổi qua cái khác. Và trong đống đồ cũ của mình á, thì có nhiều người nói là khi mà em gửi đồ cho chị, em kèm vô thêm cho chị mấy cái đồ cũ về chị giặt chị tẩy lại được. Nên là khi mà em gửi hàng xong á, là em sẽ có chụp hình một cái kiện hàng như thế này nè. Em sẽ có chụp hình những cái kiện hàng như thế này, có ghi tên của từng người lên, có ghi tên của người nào là em sẽ ghi tên lên trên đó hết nè. Đó, thí dụ Bảo Ngọc nè, đó là em có ghi tên. Mày có quay lại không? Có. Người nào nhận được hàng rồi á thì sẽ gửi cho em biết, sẽ comment trên YouTube cho chị Thơ biết giùm em. Thì trong những cái kiện hàng này đó là em đã có ghi tên và em thêm quần áo vào thêm. Có nhiều người xin á, thí dụ có nhiều người có đơn, cái đơn có một cái rồi, xin được có một cái rồi, em gửi 4 cái. Hiểu không? Nhưng mà có đâu gửi.
thì trong mấy cái đồ mà dư cũ á thì em soạn ra cái nào còn mới mới á, xong em gửi thêm vô, ví dụ có một cái thì em gửi thành 4 cái, tại vì cái phí gửi hàng nó cũng có nhiều đó. Thực ra cái phí gửi hàng nó 50.000 nhưng mà cao lắm là nó chỉ có 20-30 thôi chứ không có nhiều đó. Thì người nào mà nhắn tin mà chưa thấy em rep á thì nhắn tin lại cho em biết một cái nữa nha. Còn rep những rep là trả lời á, em reply kêu rep em chưa có trả lời á thì vui lòng nhắn lại giùm cho em, tại vì em quá nhiều tin nhắn mọi người nhắn tới nó bị trôi. Dư là người chưa gửi hết thì nó bị trôi tin nhắn đó thưa, nó bị trôi tin nhắn nên ai nhắn tin mà em chưa có trả lời á vui lòng nhắn lại cho em biết một cái để em gửi thêm. Đã có người đóng cho em hết rồi, em chỉ cái quy trình làm hết rồi, có người sẽ đóng gửi, nhưng mà nếu như mà ai chưa nhận được hàng thì vui lòng báo lại cho em biết. Thì khoảng cỡ ngày 15 nếu như mà em chưa nhận đủ hết tin nhắn của mọi người á thì hàng đó thì em sẽ gửi qua cho bên các sơ. Nếu như những cái hàng mà mình còn dư lại á thì em sẽ gửi cho các sơ, thì các sơ sẽ chia cho mấy anh chị trên núi ha. Ok. Hôm bữa mình đi chưa có nhớ không? Xuân 2024. Hôm nay có vườn hoa nè. Tình hình á là lịch trình á là tối nay đi Đà Lạt nè. Đáng lẽ tối qua đi. Không. Lịch trình á trong 8 tính á là tối nay đi Đà Lạt nè. Xong rồi chung nó mới bút vé là tối hôm qua. Xong 8 không chịu. 8 mới bắt nó là dời lại cho tối hôm nay đi. Là một tay đi. Xong bây giờ nó bị bệnh, nó đâu có đi được. Cho nên là dời lại tối mai đi. Tối mai đi tới sáng ngày mùng 5 về tới Sài Gòn. Sáng sớm. Sáng sớm về tới Sài Gòn rồi ghé chưa luôn ha. Thì đó, cho nên nhiều lúc mình tính trước cũng không có được gì, nó bệnh cái bể cái quạt hết trơn. Tại vì em tưởng là bệnh nhẹ nhẹ, ai về nó đau bụng mà nó sốt nữa thì không có giải quyết được gì hết đó, không có cố gắng nổi. Với lại nó bị tào tháo, nó đòi tối nay đi mà tắm nó đâu có được. Mày đi rồi mày lên xe đò, mày nằm rồi lỡ mày bị tào tháo rồi sao mày chạy, sao mày kêu người ta ngừng lại. Cũng được, mà đợi mà khỏe hẳn đi rồi hãy đi. Mai đi cũng được, cái cuối cùng ok. Vậy là ngày mai mà khỏe hẳn chưa? Hết rồi, hôm nay hết rồi. Ok, vậy good. Vậy là ngày mai mình đi yên tâm. Cha mới về lễ xong. Cha ơi. Happy birthday cha. Happy birthday cha. Dạ khỏe cha, cha khỏe không? Dạ cảm ơn cha, Happy New Year cha. Dạ. À, là ngày thụ phong linh mục của cha luôn. Ồ, thụ phong linh mục chứ không phải bích đê của cha. Bích đê cha luôn. Bích đê luôn. Wow. Bích đê của cha với lại. Dạ. Dạ. Cha ơi, cha cho con tặng cái thánh giá nha cha. Nhớ để cho con nha cha. Chị Thơ nói cái đó là quà chị Thơ tặng cho cha. Con mới vừa nói chuyện với chị Thơ nói trời cái đó là quà để chị tặng cho cha. Dạ. Cảm ơn cha nha. À, sinh nhật cha con với lại chị Thơ chúc cha tràn đầy hồng ân của Chúa nè, rồi sức khỏe nè, rồi Chúa luôn giữ gìn cha nha. À, đang bến Bạch Đằng á cha. Đang bến Bạch Đằng cha. Dạ. Rồi năm mới chúc cha dồi dào sức khỏe nha cha. Rồi vui vẻ bình an trong tay Chúa nha cha. Dạ. Dạ con cảm ơn cha.
Rồi cha nghỉ ngơi nha. Nhớ để dành thánh giá cho con nha cha. Dạ cha. Qua cha. Cha ơi. Dạ còn cái tượng ở trên cái tum á cha, là con đã giải quyết xong hết rồi nha cha ơi. Là có nghĩa là có hai cái đó là cha để dành nha. Là xong rồi nha cha. Dạ. Rồi, con bye cha. Bye cha. Dạ dạ dạ. Chào cha. Quên hát Happy Birthday cho cha. Mà hôm nay là 16 năm cha Trần An là thủ phong linh mục birthday của cha luôn. Đầu năm mới luôn. Ồ, cha mới đi dân lễ về không tôi biết mà. Cha nói là bây giờ cha mới biết là Tám là vợ của nhạc sĩ Lê Quang. Vô tình được cha đánh giá luôn. Yeah. Sướng. Sướng quá, sung sướng quá. Rồi, thời gian đã hết. Ok, thông báo đã xong. Rồi bây giờ chốt lại là em thông báo là nếu như mà anh chị nào chưa nhận được phản hồi từ tin nhắn trên Zalo của em thì vui lòng nhắn lại cho em để cho em gửi đồ cho anh chị. Còn lại là về cái tượng thánh giá bà Thơ đã chốt cho cha rồi. Tượng chúa thì em cũng đã chốt rồi. Rồi bây giờ chúng ta đi về nhà ngủ thôi. Còn cái video này nếu như mà ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 4 anh chị nào có trên Đà Lạt thì vui lòng hốt em với Thơ. Trời ơi. Ngày 2 gì, ngày mai mình mới đi mà. Ngày 2, ngày 3, ngày 4. Đúng rồi, ngày 3, ngày 4. Nhưng mà cái video này sẽ lên sau. Ủa vậy hả? Ừ, không lên trước được đâu. Nó đang theo thứ tự. Không lên trước được đâu. Ông cảm nha. Bye bye. Bye bye. Happy New Year. Happy New Year. Điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.